Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chào cha. Đặc biệt trong thánh lễ này, chúng ta có một gia đình khá đặc biệt là gia đình bác Phương và bác Nho, tức là ông bà Nho, có một người con mới sinh hôm nay là bà Maria Nguyễn Thị Đúng, tức là bác Phương, bác Nho, riêng bác Phương là người mẹ đỡ đầu cho bà Đúng. Mới rửa tội chiều nay và thêm sức trong nguyện đường nhỏ của chúng ta. Chúng ta sẽ chào đón bà Đúng, thánh lễ đầu tiên bà tham dự với tư cách là con cái Chúa. Hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho Philippe Đỗ Quyết Trung, Francisco Vũ Văn Khang và đặc biệt hơn nữa cho linh hồn ông Dominico Dương Văn Sô vừa qua đời lúc 12 giờ 5 phút hôm nay ở Sydney. Ông là thân phụ của cha Dương Thanh Liêm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy thành tâm xin Chúa tha thứ những yếu đuối lỗi lầm, để chúng ta dọn lòng xứng đáng đón Chúa ngự vào trong tâm hồn chúng ta qua việc rước lễ hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng chính các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo. Được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời. Xin cho chúng con tìm được niềm vui
khi hết dạ trung thành với Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách khải huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, tôi đã nghe Chúa phán bảo tôi rằng: hãy viết cho thiên thần giáo đoàn Sa-đê rằng: đây là lời đấng có bảy thần linh Thiên Chúa và bảy ngôi sao. Ta biết các việc của ngươi làm, ngươi có tiếng là đang sống nhưng ngươi đã chết. Hãy lo tỉnh dậy, hãy bồi dưỡng chút sinh khí sắp tàn, vì ta không thấy các việc ngươi làm trọn hảo trước mặt Thiên Chúa ta. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã đón nhận và nghe lời Chúa thế nào, hãy giữ lấy lời ấy và hãy ăn năn hối cải. Vì nếu ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến với ngươi như một kẻ trộm, ngươi sẽ không biết giờ nào ta sẽ bất chợt đến cùng ngươi. Nhưng tại Sa-đê ngươi có một số người đã không làm dơ bẩn áo của họ, và họ sẽ tháp tùng ta trong bộ áo trắng của họ vì họ xứng đáng. Như vậy kẻ chiến thắng sẽ mặc áo trắng, và ta sẽ không xóa bỏ tên người ấy khỏi sách hàng sống, và ta sẽ tuyên danh người ấy trước mặt Cha ta và các thiên thần người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần linh phán với các giáo đoàn. Hãy viết cho giáo đoàn Laodicea rằng: đây là lời của Amen, chứng nhân trung thực, nguyên thủy công trình sáng thế của Thiên Chúa. Ta biết các việc làm của ngươi, ngươi không lạnh mà cũng không nóng, phải chi ngươi lạnh hẳn hoặc nóng hẳn đi, bởi vì ngươi hâm hẩm không lạnh không nóng, nên ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Bởi vì ngươi nói rằng: tôi giàu có, tôi sung túc, tôi không thiếu thốn gì nữa. Bởi vì ngươi không biết rằng thực ra ngươi vô phúc, đáng thương, nghèo khó, đôi mù và trần trụi. Vậy ngươi hãy nghe lời ta khuyên bảo: hãy mua vàng ròng mà làm giàu, mua áo trắng tinh mà mặc, hầu che giấu sự trần trụi xấu hổ của ngươi. Hãy mua thuốc nhỏ vào mắt, cho mắt ngươi được sáng. Ta đan bảo và sửa dạy những kẻ ta yêu thương. Vậy hãy sốt sắng hơn lên và hối cải đi. Này, ta đứng ngoài cửa, ta gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho ta, ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta, cũng như ta đã chiến thắng và ngự với Cha ta trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần linh phán với các giáo đoàn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc đáp ca. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu không. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đưa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Người không suốt tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kề đó thì muôn đời chẳng có lung lay. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Kính mời cộng đoàn đứng.
Alleluia. Alleluia. Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu đi vào thành Jericho và băng ngang qua thành. Thì kìa, có một người tên là Gia-kêu. Ông là thủ lãnh của những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người như thế nào, nhưng không được, là vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên phía trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên, trông thấy ông, nên người bảo: Gia-kêu, hãy đi xuống mau, vì hôm nay tôi phải lưu lại tại nhà ông. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm với nhau rằng: ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Còn ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho người nghèo khó. Và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa những điều gì đã hư mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đây là lời tự thú của tôi. Trong toàn bộ Phúc Âm Luca, tôi thích nhất câu chuyện này. Mấy chuyện kia cũng có giá trị, cũng có ý nghĩa của nó, nhưng câu chuyện này đối với tôi đủ rồi. Tôi không cần đọc hết tin mừng của Luca nữa, vì Luca vẽ rất rõ gương mặt nhân từ hay là lòng thương xót vô biên của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà, sự kiện ông Gia-kêu gặp Chúa xảy ra ngay sau khi Chúa chữa một người mù. Ai đọc lại Phúc Luca sẽ thấy rõ hơn. Và Chúa chữa cho người mù trước khi Chúa vào trong thành Jericho. Và câu chuyện hôm nay là Chúa đi băng qua thành Jericho. Rồi, sau cái thành Jericho, Chúa đi đâu? Lên Jerusalem và bị bắt, bị giết. Nó ghê vậy. Cho nên đây là những hiện tượng hay là sự kiện cuối cuộc đời của Chúa Giêsu. Cái điểm tương quan giữa người mù và ông Gia-kêu nó giống nhau. Chút nữa tôi so sánh. Quý ông bà nghe, Thánh Luca tả rất hay. Cả hai trường hợp người mù và ông Gia-kêu tả giống nhau. Đưa nhân vật lên, trong hoàn cảnh nào, rồi nói lý do. Cả đám đông bu chung quanh, tại sao Chúa Giêsu lại để ý có một mình cái ông Gia-kêu đang ở trên cây? Mà làm sao Chúa biết tên ông? Hay thật, trong khi ông ấy chưa biết Chúa Giêsu ra làm sao, ông mới đi tìm coi người ta đồn về ông tiên tri đó, không biết ông ra làm sao. Như vậy, hai người gặp nhau, một người ngồi trên cao, một người đứng dưới thấp ngó lên. Nó tương phản vô cùng. Cái người cần được cứu thì lại ở cái thế thượng phong ở trên cao. Còn cái người đi cứu độ người khác lại đứng bên dưới mà năn nỉ. Quý vị có thấy nó ngược đời không? Để nói, Luca tả về ông Gia-kêu. Luca nói, điểm quan trọng về thân thế của ông Gia-kêu, ông không phải là một người thu thuế bình thường, mà là thủ lãnh
của những người thu thuế ở Jericho. Thủ lãnh bây giờ mình gọi là ông trưởng ty thế vụ. Jericho bây giờ là một hải cảng. Nơi đó rất nhiều tàu thuyền từ Hy Lạp, La Mã, Ai Cập đến buôn bán. Đặc biệt dưới sự cai trị của La Mã thì quân đội La Mã chiếm đóng cái cảng Jericho. Và bây giờ thì người La Mã thu thuế. Bởi vì mình trị được người đó thì mấy người đó phải cống hiến. Thu thuế ở nơi xuất nhập cảng phồn thịnh thì phải là một tay có thế lực mới thầu được cái việc thu thuế đó. Chức vụ lớn này là do người La Mã bán đấu giá, như bây giờ vậy. Cho những ai có nhiều tiền thì được thầu đi thu thuế. Và như vậy thì đương nhiên phải trả lại cái tiền hoa hồng mà người La Mã nó thu rồi, thì bao nhiêu phần trăm nó trả cho cái người thu thuế. Dĩ nhiên người thu thuế phải nộp đủ, nhưng họ là người Do Thái, biết rất rõ nhà nào giàu, nhà nào nghèo, cho nên họ được độc quyền để ra mức thu thuế. Rất bất công. Dựa vào quyền của ngoại xâm là La Mã, họ được tự do đánh thuế và họ làm giàu một cách vô lương tâm. Cho nên trước mặt người Do Thái, người ta ghê tởm, miệt thị, gọi là Do Thái gian. Cho đó không có nói mấy người đó là con cái Abraham nữa. Không có nói. Quý vị thấy rất rõ. Trong cái nghề nghiệp đó, bạn bè của ông chắc chắn là những người thu thuế khác và những sĩ quan La Mã. Vậy tại sao ông lại chen lấn với đám đông để mong gặp được một người tên là Giê-xu? Ông nghe đồn thôi, ông chưa gặp bao giờ. Động lực nào? Lý do nào? Người Do Thái thời Chúa Giê-xu thì quan niệm rằng cái tật nguyền là do tội lỗi của mình gây ra. Cái anh mù là do tội của ảnh hay cha mẹ ảnh là gây ra. Kẻ mắc bệnh cùi là tội của mình, cho nên bị loại ra khỏi xã hội. Và ai chạm vào những người này thì có tội, trở thành nhơ bẩn. Muốn vào đền thờ, muốn đi học đọc kinh thì phải đi tẩy uế. Mà Chúa Giê-xu là người chuyên chuyện trò, tiếp xúc đụng đến mấy người cùi, mấy người bị bệnh, mấy người bị quỷ ám, vân vân. Cho nên dưới con mắt Do Thái, ông Giê-xu dơ bẩn. Chúa tiếp xúc ngay cả những người mà người ta bảo đừng rờ tới đó là người cùi. Như vậy, tại sao ông Gia-kêu lại dám chấp nhận đón Chúa vào nhà? Lẽ ra ông phải sợ dơ bẩn chứ. Thu thuế được gọi là người tội lỗi. Người đạo đức thì không bao giờ chấp nhận ngồi ăn chung với mấy người tội lỗi. Rồi nhất là ông Gia-kêu là cái người đã gây thù chuốc oán với dân Do Thái. Ông đi một mình có thể người ta ném đá chết. Vậy mà sao ông dám chen vào đám đông? Nó đánh bất ngờ đó. Nó giấu cục đá, nó gõ vào óc là xong. Vậy mà ông liều mình chen vào đám đông, rồi vì thấp quá, không thấy, cho nên leo cây. Quý vị thấy nó có một động cơ nào rất mạnh, ông mới làm vậy chứ. Chúng ta thấy rõ ràng, ông có một cái tâm trạng rất lạ. Phải chăng trong cuộc sống nhiều tiền, toan tính thu thuế để có lợi, bận rộn với công việc làm ăn, ông vẫn thấy lòng ông trĩu nặng. Một cái gì đó không giải thoát được. Một mảnh đời lẻ loi nào đó, ông vẫn thấy mình lạc lõng trong cái đống tiền bạc ông đang có. Rồi ví dụ trong một đêm nào đó, ông lần dở vài trang của Cựu Ước mà đọc. Rồi tiếng lòng của ông hồi sinh chăng? Gọi cho ông một đời đề nghị hãy trả lại những của trần thế cho trần thế. Hãy trả lại ngay thẳng cho lương tâm của mình.
Rồi hồn ông như có thao thức một cái gì thầm kín lắm, có băn khoăn, có so đo, có chờ đợi. Cái điểm mang nhiều ý nghĩa nhất là cuộc gặp gỡ này xảy ra trước khi Chúa Giê-xu vào Giê-ru-sa-lem để chịu chết. Điều ấy có nghĩa rằng nếu không gặp được lần này, có lẽ chẳng bao giờ Gia-kêu sẽ gặp được Chúa Giê-xu bằng xương thịt như một con người nữa. Quý vị thấy cái chuyện đó rất quan trọng. Cho nên hình như vậy, trong thâm tâm ông phải đi, phải gặp. Tôi thấy đây là cuộc hành trình của mỗi người của mình. Có thể mình được rửa tội hồi nhỏ, khác với bà Đúng, bà rửa tội lúc 71 tuổi. Mình rửa hồi nhỏ biết gì? Rồi người ta đi, mình đi. Người ta đọc, mình đọc. Người ta giữ thì mình giữ. Cũng là một lý do để đi theo Chúa. Mà mình có đi tìm Chúa không? Mình đi theo, nhưng mình không có đi tìm. Ông Gia-kêu đi tìm. Ông bị mắng là không phải là con cái Abraham, tức là bị tước quốc tịch, không còn là Do Thái. Ông bị mắng là phường tội lỗi, được ghép chung với hạng đĩ điếm. Ông không màng, ông quyết chí đi tìm. Mặc dù cái lý do đi tìm của ông là vì hiếu kỳ, không biết nhân vật Giê-xu ra làm sao. Ông biết ông có tha cho mình không. Nhưng ít nhất trong lòng ông có một cái ngọn lửa nào đó, ông mới đi tìm. Thưa quý vị, để tôi so sánh cái bản người mù ở Jericho và ông Gia-kêu. Điểm thứ nhất, khi Ngài đến gần Jericho thì gặp người mù. Còn hôm nay, khi Ngài đi ngang qua Jericho, trong thành phố đó, Ngài gặp ông Gia-kêu. Luca tả câu thứ hai, có người mù ngồi ăn xin ở bên lề đường. Còn ở đây, Luca tả có người thu thuế tên là Gia-kêu. Phần thứ ba, anh mù hỏi xem có chuyện gì mà người ta đi ngang ồn ào vậy. Còn ở đây, ông Gia-kêu một mình tìm cách để biết ông Giê-xu là ai. Điểm thứ tư, đám đông mắng người mù mà im đi, ồn lắm. Điểm thứ tư này của ông Gia-kêu khá giống đám đông cản trở. Ông không tới được gần Chúa Giê-xu, cho nên ông phải trèo lên cây. Điểm thứ năm, người mù kêu, hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Còn ông Gia-kêu không kêu gì hết, mà ông leo lên cây, ông ngồi, ông chờ. Điểm thứ sáu, cả hai, Chúa Giê-xu đều dừng lại. Bên người mù thì Chúa dừng lại, rồi bảo, kêu ảnh tới đây đó. Còn ở đây, Chúa Giê-xu cũng dừng lại dưới cây sung, rồi nhìn lên. Điểm thứ bảy, Chúa bảo dẫn anh ta tới, anh mù tới. Còn ở đây thì Chúa bảo Gia-kêu, ông trèo xuống đi. Điểm thứ tám, ở bên người mù thì Chúa bảo lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Bên này Chúa nói với ông Gia-kêu, khi ông tỏ lòng thống hối, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Chữ nhà theo tiếng Do Thái, nó vừa là gia đình, vừa là cái người đang đứng nói trước mặt. Điểm cuối cùng, điểm thứ 9 là người mù thấy được và đi theo Chúa Giê-xu. Lạ ha, đi theo chứ không phải bỏ đi mất. Đây, ông Gia-kêu thì nửa phần của cải của tôi xin bố thí cho người nghèo. Người nghèo, tức là ông không có lỗi gì với người nghèo hết á. Ông không có sự bất công gì hết á. Nhưng mà ông bố thí nửa phần. Còn ai mà ông xử bất công, ông đền gấp bốn. Vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, cuộc đời mình, tôi thấy tội nghiệp cho Chúa, Chúa cứ mãi đi tìm. Cả hai nhân vật này thì hay thật. Khi Chúa gọi là anh mù được người ta dẫn tới liền, còn ông Gia-kêu là ông trèo xuống liền, và ông tiếp Chúa trong nhà. Chúa đi tìm mình, chứ đừng nghĩ rằng mình đi tìm Chúa. Nếu có nhìn thấy một người thân trong gia đình đang nguội lạnh, đang bỏ Chúa,
xin đừng lo, đừng thất vọng. Chúa đi tìm, Chúa tìm hay hơn mình. Mình không có tài cán gì đâu. Mình tưởng rằng những lời mình nói sẽ thu phục được cái người thân của mình. Thưa không, mình hãy tin tưởng, mình nói con dâng cho Chúa đó. Rồi Chúa muốn con làm cái gì, cộng tác với Chúa xin chỉ, con sẽ làm theo. Chứ không phải tự con vẽ kế hoạch để hoán cải được cái người thân yêu của con. Chúa đi tìm, chứ không phải mình. Tôi thích cái ý tưởng đó lắm. Và chính Chúa đi tìm tôi, mà Chúa hạ mình xuống, Chúa đứng bên dưới, còn tôi ngồi trên cao nhìn xuống. Tôi có quyền từ chối. Tôi nói thôi, không trèo xuống, ở trên cao vui hơn. Hay quá. Vậy thì tôi đâu được. Chúa tuyên bố, người này cũng là con cái Abraham, và ơn cứu độ ở trong nhà này. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nói hơi dài, nhưng mà rõ ràng đây là đoạn tin mừng của Luca mà tôi thích nhất. Và Đức Giáo Hoàng cũng nhắn qua câu chuyện của Gia-kêu, mỗi người hãy nhìn thấy câu chuyện của mình, nó giống y như vậy. Nhưng nó có thể khác là vì mình có tự do. Mình có thể không làm như ông Gia-kêu làm. Mình cứ lần lửa, mình biết Chúa mời mà mình không làm. Cho nên bài đọc một nói, có khi con đi theo Chúa mà nửa nạt nửa mỡ, cứ lấp lửng con cá vàng đó, lập là lập lờ, đánh lận con đen đó. Cho nên Chúa bảo, thà nóng thì nóng, lạnh thì lạnh, cứ ấp á ấp ở như vậy, nửa nóng nửa lạnh, thà ta ói mi ra. Nghe nó ghê ghê. Mà khi nào Chúa ói là thích tiêu rồi. Nói vậy không phải để hù, nhưng nó thấy nó vui. Ở chỗ bài đọc một chỉ cho chúng ta con đường nên làm giống như Gia-kêu làm, và làm ngay một cách thực tế. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa công thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa, để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lên Chúa những lễ vật này. Xin Chúa vui lòng chấp nhận và giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa để mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người, khi sinh ra, Người đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình trên thập giá, đã tẩy xóa tội lỗi chúng con. Khi từ cõi chết sống lại, Người đã khai lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha của Người, Người đã mở cửa nước trời cho chúng con vào. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các hào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phục sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spruxton, Đức Cựu Tổng Giám mục Barry James Hickey và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là ông cố Domenico Dương Văn Sô, mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho ông đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em chúng con, Philippe Đỗ Quyết Trung, Francisco Vũ Văn Khang và tất cả những linh hồn đã an nghỉ trong Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Thanh Sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo nước Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Là Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Ca hiệp lễ. Hạnh phúc của tôi là được ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân của tôi đặt ở nơi Chúa Trời.
Đây là chuyện cười. Một chuyện thì nó hơi nói xấu đàn ông, một chuyện thì nói xấu đàn bà. Cho nó huệ. Mà cũng không xấu lắm. Con ông đi làm về, quân nhân mà, có cây súng côn, là thấy có một cái thằng quân nhân khác đang tò tè với vợ mình trong nhà. Rút súng ra. Không, tao bắn mày thì dễ lắm, như vậy không anh hùng. Xuống sân, mày cũng có súng, tao cũng có súng, bắn. Coi ý Chúa, đứa nào sống thì tiếp tục sống với bà. Xuống sân, bà vợ ở trên này nghe tung tung hai phát. Bà ra, bà nhìn xuống, chết hết rồi. Cái bà nói, anh ra đi khỏi núp nữa, hai đứa ngu chết hết rồi. Vậy là nói xấu ai? Mấy bà. Chắc có chuyện nữa cũng nói xấu các bà. Hai vợ chồng sống với nhau rồi. Hồi nãy tôi nói, ông Gia Kêu đi vào đám đông đó, mà Do Thái nó trùm khăn đó, nó cầm cục đá, nó tó vào ót một cái là xong. Chết liền á. Nhưng mà không, ông không sợ. Hai vợ chồng hụt hặc. Rồi cô vợ với người chồng đồng ý. Bây giờ tôi với bà đứng đối diện vậy. Rồi đếm 1, 2, 3, xây ra, đi 100 bước. Cứ đi vừa đếm, đếm thật to. Nếu quá 100 bước mà không đứa nào quay lại thì đi luôn, chia tay. Còn có một đứa quay lại thì sẽ tìm cách hàn gắn. À, đồng ý, đi. Ông chồng quay lưng lại, bắt đầu đi. 1, 2, 3, 4, tới 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 1, tới 9, 9. Ông ngừng lại, ông thấy cũng thương thương sao á. Ông quay lại, ông thấy vợ đứng ngay sau lưng. Ông nói, ôi trời, cảm động quá. Ôi trời ơi, em đâu có bỏ anh đâu mà anh hiểu lầm thôi. Trời ơi, cái ông ôm bà vợ mà bà vợ không ôm lại được. Là vì ở đằng sau lưng còn giữ một cục gạch thẻ. Bà nghĩ trong bụng, mày mà bước thêm tới bước 100, tao tố vô ót liền. Lại nói xấu các bà. Cho nên có những bà không cười. Bởi vì nói, ông Hồng xấu, chuyên môn nói xấu các bà. Tôi ngu gì nói xấu đàn ông. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ đến Chúa Giêsu Kitô con Chúa như lời Người đã truyền dạy. Và chúng con đã được rước mình máu thánh Người. Cúi xin Chúa nhậm lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được tăng thêm lòng tin cậy mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc quý ông bà và anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Đặc biệt xin chúc mừng bà Maria Nguyễn Thị Đúng và chúc mừng gia đình của bác Nho, bác Phương. Tất cả xin chúc mọi người một buổi tối thật vui, thật bình an, nhất là ai học Kinh Thánh học thật vui. Xin cảm ơn.